sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0829 160 355 hoặc nhắn tin qua Zalo. Em xin vô cây đầu tiên có mã số là 81. Mấy cây giá Mỹ nào bị chày nặng thì em sẽ báo cho cô chú anh chị ha. Còn chày nhẹ nhẹ hơi hơi ngoài da thì em cho qua luôn nha mọi người. Cây này bị chày chỗ này nha cô chú anh chị. Hoành thân em đó đây là 21, cao là 37, kính bầu 14, mã số 81 em xin giao lưu là 300.000 bao ship. Mã số 81 mã số 82 trong quá trình vận chuyển em ốp giấy thì có thể gãy một số chồi non à. Mong cô chú anh chị thông cảm nha mọi người, về nó sẽ đâm chồi mới thôi. Mã số 82 hoành thân là 17, cao là 43, kính bầu là 16. Mã số 83 em xin giao lưu, ủa mã số 82 em xin giao lưu là 350.000. Mã số 82 hoành thân là 16, cao là 45, kính bầu 17. Mã số 83 em xin giao lưu là 350.000. Rồi 84 thân là 19, cao là 50, kính bầu nó là 10. Mã số 84 350.000 em bao ship. Mã số 84 mã số 85 hoành thân là 18, cao là 54, kính bầu nó là 12. Rồi mã số này là 85 em xin giao lưu là 300.000 em bao ship. Mã số 85 86 cái này nó bị chày da chỗ này nha mọi người. Hoành thân là 16, cao là 49, kính bầu 15. Mã số 86 em xin giao lưu là 600.000. À, chỗ này cũng bị chày nữa cô chú anh chị. Đây chày chỗ này nha. Mã số 86 300.000 em bao ship. Cái Mỹ rất là dễ chạy. Mã số 87 hoành thân ngay đây nó là 16, cao là 40,
kính bầu là 12. Mã số 87, 350.000 em bao ship. Mã số 87. Mã số 88. Mệnh thân là 21. Chiều cao là 45. Kính bầu 14. Mã số 88, 350.000 em bao ship. Mã số 88. Mã số 89. Bị chạy da nhẹ chỗ này nè cô chú anh chị. Vết chạy đã cũ rồi. Rồi, hoành thân là 21. Chiều cao là 48. Kính bầu là 17. Mã số 89, 400.000 em bao ship. Mã số 90 cũng là cây cuối cùng của clip luôn. Hoành thân là 17. Cao là 40. Kính bầu là 17. Mã số 90 em xin giao lưu là 350.000. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0829 160355. Em xin chào.